Thứ nhì nữa đó là các bạn hãy nhớ chúng ta có một cái buổi điều trần đã xảy ra hồi thứ ba tuần này. Và lúc đó chúng ta cũng đang thấy là những người mà được mời đến á, thì chúng ta có một công ty mà lúc đó Thuận cũng à, đọc cái tên không có rầm cho bạn là Prometheum Và Thuận cũng đã cười chia sẻ với các bạn lúc đó là Thuận chưa bao giờ nghe nói tới thông tin của công ty Prometheum hết Nhưng mà thật ra trên crypto này có biết bao nhiêu công ty các bạn mà chưa Thuận dành thời gian ngày và đêm Và thậm chí khi ngủ cũng nghĩ đến crypto nhưng mà đâu phải tất cả công ty Thuận đều biết các bạn cho nên không biết một công ty cũng bình thường mà thôi nhưng mà điều mà bất bình thường đây đó là không những là thuận mà hầu như tất cả những người người trong crypto này đó chưa ai nghe nói tới công ty Prometheum hết thì câu hỏi đây đó là người này là ai công ty là công ty gì tại sao lại được mời đến quốc hội để mà bàn về luật crypto những người khác thì chúng ta cũng thấy dễ hiểu thôi chúng ta có Jamie Allaire là CEO của Circle là công ty USDC chúng ta có chủ tịch và CEO của hiệp hội futures à, của hoa kỳ à, chúng ta coi Avalabs những người này thì dễ hiểu thôi nhưng mà Prometheum là công ty gì các bạn tại sao tự nhiên xuất hiện mà lại được mời đến quốc hội và đặc biệt hơn đó, khi mình đến quốc hội thì công ty này lại tỏ vẻ rất là ủng hộ những gì mà sec đang làm để thùng chia sẻ thêm những điều bất thường ở đây, thì uh, Mad Watch uh, cũng đã chia sẻ một cái thuyết cũng rất là dài nói về Prometheum và càng hiểu hơn về công ty này đó thì càng có nhiều nghi vấn các bạn. Prometheum như là thằng vừa chia sẻ đó đột nhiên có được một chiếc ghế ngồi ở hạ viện Hoa Kỳ để có thể bàn về luật crypto. Đây là điều chúng ta đã thấy Và sau đó đó thì chúng ta thấy được là công ty này là công ty mà đã nhận được một cái bàn hoạt động có tên là ATS Đây là bàn hoạt động gọi là Alternative Trading System Nghĩa là đây là một cái sàn giao dịch mà nó cũng không phải hoàn toàn là sàn giao dịch chứng khoán Đây là một cái bằng cấp cho một cái sàn giao dịch cho những cái loại tài sản khác thì khi mà mọi người chỉ trích chủ tịch Gary Gensler về việc là không có đưa ra một cách rõ ràng làm sao một sàn có thể đăng ký được Các bạn thấy được là sàn Robinhood, sàn Binance US, à, sàn Coinbase đều lên tiếng nói là họ đã từng đến gọi điện thoại nói chuyện với SEC Không có cách nào để đăng ký hết 16 tháng trôi qua cũng không có bất cứ một cách nào để đăng ký Thì Gary Gensler lúc đó cũng đã lên trên đài truyền hình và đã nói gì các bạn nhớ không? Đã nói là thật ra luật đăng ký đã rõ ràng và đã có ít nhất một công ty trong thị trường crypto này đã thành công đăng ký sàn giao dịch của họ Lúc đó thì mọi người đều đặt dấu chấm hỏi công ty đó công ty gì các bạn Tại vì tất cả những sàn lớn đó chưa ai nhận được bất cứ một cái bàn hoạt động nào đến từ SEC hết Thì cuối cùng chúng ta đã biết công ty đó công ty gì các bạn Prometheum Công ty Prometheum này đã nhận được cái bàn ATS đến từ SEC Nhưng mà mọi thứ đó thì cũng không có chấm dứt cái đây Mọi thứ nó lại càng rắc rối hơn nữa các bạn Để thường chia sẻ cái phần này của Adam Cochran, một người khác trên Twitter. Thường gặp hai cái này lại, các bạn mới có thể thấy rõ ràng hơn. Thì công ty Prometheum này đó đã, đã bắt đầu từ năm 2017 các bạn. Và lúc đó đó họ đã kêu gọi được khoảng chừng là 50 triệu đô la. Nhưng mà từ năm 2017 tới bây giờ đó thì họ vẫn chưa có bất cứ một sản phẩm nào. cái roadmap của họ đó thì cũng không có đi theo luôn các bạn. Roadmap này đó họ đã không còn à, tiếp tục nữa. Cái roadmap này đó là họ sẽ có một cái layer 1 như là một cái nền tảng smart contract rồi họ cũng sẽ phát hành token à, nhưng mà sau đó đó thì hầu như cái con đường này đó đã không còn là con đường mà họ theo đuổi nữa năm 2017 và năm 2018 đó thì chúng ta thấy có rất nhiều những bài báo nói về Medium nhưng mà sau đó đó thì hoàn toàn im lặng luôn và tới năm 2019 thì hầu như tất cả những thông tin ở trên mạng xã hội về PromiTeam, những trang web chính thức của họ và những cái mạng xã hội chính thức của họ đều xóa hết các bạn có nghĩa là những thông tin trước năm 2019 đều xóa. thêm vào đó nữa họ đã im lặng một thời gian cho đến khi nào các bạn biết không? cho đến thời gian là khoảng chừng cuối năm 2020 đầu năm 2021 có nghĩa là họ đã im lặng khoảng chừng gần như là 2 năm rưỡi luôn các bạn Từ năm 2018 họ đã im lặng cho đến cuối năm 2020 Đó là lúc họ đã lên tiếng nói là họ đã kêu gọi được thêm 15 triệu Các bạn nên nhớ công ty này đã kêu gọi khoảng chừng 50 triệu rồi à, từ năm 2017 từ năm 2017 đến 2020 họ không có bất cứ một cái update nào liên quan tới cái dự án của họ hết nhưng mà tới năm 2020 họ lại kêu gọi được thêm tới 15 triệu và họ nói là họ đã được sự chấp thuận của SEC thời điểm đó à, không phải là các bạn hoạt động ETF chúng tôi vừa nói đến các bạn cái đó là họ sẽ có sau này nhưng mà ngay thời điểm năm 2020 đó cuối năm đó họ đã nhận được một cái sự chấp thuận là họ được phép hỗ trợ những sàn crypto xử lý những cái giao dịch nhưng mà lúc đó đó ngay cả họ cũng đã nói là cho dù là họ được cái sự chấp thuận của SEC để làm như vậy nhưng mà trên căn bản đó không có khách hàng nào hết tại vì không có bất cứ sàn giao dịch nào cần họ xử lý giao dịch hết các bạn tại vì những sàn giao dịch họ tự xử lý giao dịch của họ chứ họ đâu có cần thêm một công ty thứ ba đâu ở trong thị trường chứng khoán thì khác các bạn chúng ta có sàn giao dịch nghĩa là một cái broker dealer thì uh, họ chỉ chú tâm vào việc giao dịch mà thôi cho một nền tảng mọi người giao dịch họ quản lý cái người mua và người bán nhưng mà sau khi giao dịch rồi đó thì uh, có một công ty gọi là settlement thì họ sẽ làm clearing có nghĩa là họ sẽ uh, xử lý là bây giờ đó thì cổ phiếu này uh, phải đăng ký dưới tên của ai thì uh, ở trong thì crypto không có những cái đó các bạn không có những cái đăng ký như vậy cho nên không cần cái công ty Prometheum này và cho dù họ đã được sự chấp thuận của SEC năm 2020 họ cũng không có bất cứ hoạt động nào hết như là công ty này nó giống như là một cái giỏ bọc mà thôi các bạn không hoạt động nào hết và các bạn nên nhớ là năm 2020 đó lúc đó chủ tịch của SEC là chủ tịch Jay Clayton chứ không phải là chủ tịch Gary Gensler hiện tại rồi sau nữa các bạn các bạn đã thấy họ cũng đã nói với lại Bloomberg là họ không có bất cứ khách hàng nào hết trên căn bản đó họ chỉ được cái bàn hoạt động vậy thôi chứ không có À, thực sự hoạt động trong thị trường crypto này. Rồi họ lại im lặng thêm một thời gian nữa các bạn. Cho đến năm 2021, cuối năm đó thì uh, chúng ta đã thấy là họ lại mướn rất là nhiều nhân viên. Để thường cho các bạn thấy được là bên trên này đó, Adam Crocken cũng đã xem một số lý lịch của những nhân viên. Và các bạn có biết những nhân viên làm việc cho công ty Prometheum là đến từ đầu hay không năm 2021? đột ngột đó là họ mướn rất là nhiều những nhân viên mà đã có lý lịch làm việc cho Finra. Finra là một cái cánh tay có thể hiểu là cánh tay phải của SEC các bạn. SEC là đơn vị quản lý chứng khoán Hoa Kỳ nhưng mà có những cái broker điều nghĩa là có những cái sàn giao dịch mà SEC không có đủ thời gian hay là nhân lực để quản lý. Sau đó Finra đã là cái đơn vị được bổ nhiệm thì nói chung Hai đơn vị này hỗ trợ lẫn nhau và ngay cái bản thân của Thuận khi mà làm việc trong thị trường chứng khoán các bạn đã nhớ là Thuận có bằng chứng khoán Series 7, Series 63 và Series 24, tất cả ba chứng chỉ chứng khoán đó đều được cấp bởi FINRA. Ngoài chụp FINRA đó họ cũng có nhân viên lý lịch làm những chức vụ cao ở CBOE các bạn, đây là cái đơn vị liên quan đến futures. Và chúng ta cũng thấy được là họ cũng có nhân viên làm việc cho SEC Thì rất là thú vị phải không các bạn Chúng ta có một công ty mà họ kêu gọi được 50 triệu Rồi sau đó không có sản phẩm nào hết Rồi họ im lặng một thời gian khoảng chừng là hơn 2 năm Rồi họ đột nhiên lại xuất hiện Rồi họ nói là họ kêu gọi được thêm 15 triệu rồi sau đó họ lại được uh, cấp phép đến từ SEC năm 2020 để xử lý giao dịch nhưng mà họ cũng không có bất cứ một cái khách hàng nào hết rồi sau đó họ lại im lặng khoảng chừng là một năm rồi họ lại xuất hiện nữa nhưng mà lần này họ xuất hiện liên tục mướn nhiều người đã từng làm việc cho những cơ quan như là FINRA và SEC. Rồi sau đó họ đã nhận được cái bàn hoạt động ETS mà họ mong muốn. Đây là cái bàn hoạt động mà Chủ tịch Gary Gensler nói là những sàn giao dịch có thể đã đăng ký. Khi mà có bằng đó rồi thì họ có thể là giao dịch crypto một cách hợp pháp ở Hoa Kỳ theo quy định của SEC Nhưng mà tới bây giờ đó không có sàn nào nhận được bằng đó ngoại trừ Prometheum các bạn Đột nhiên họ đã nhận được cái bằng hoạt động đó Và khi mà họ nhận được cái bằng đó đó thì họ cần phải công khai một số những tài liệu thì các bạn đã thấy được là trong tài liệu họ công khai đó họ đã có một đối tác mà họ đã trả 1,5 triệu đô la đó chính là công ty có tên là Network One Financial Securities và đối tác này đó là một đối tác mà đã vi phạm rất là nhiều luật của chính quyền Hoa Kỳ các bạn Và đây là một đối tác mà có nguồn gốc đến từ công ty Trung Quốc Rồi chưa hết nữa các bạn, các bạn đã thấy được là đối tác này cũng là đối tác mà đã bị phạt Ở trong cái sự kiện Long Island năm 2017 Lúc đó các bạn đã nhớ là có một cái công ty là Long Island Rồi họ đã thay đổi tên thành Long Island Blockchain nhưng mà đây là một công ty không liên quan tới blockchain hết cuối cùng đó thì SEC cũng đã kiện thì sau khi mà có bàn hoạt động này rồi đó thì các bạn nghĩ là công ty Promethium này họ sẽ làm gì đương nhiên là họ sẽ mở sàn giao dịch đúng không rồi bắt đầu là quảng bá là sàn đầu tiên trên nước Mỹ được cái bàn hoạt động này nhưng mà không phải các bạn sau đó họ lại im lặng im lặng hầu như là gần hết năm 2022 luôn rồi sau đó họ mới bắt đầu là hoạt động cái sang này và sang này họ nói là họ sẽ list bốn đồng khi mình nói list bốn đồng thì các bạn sẽ nghĩ đến là đương nhiên là Bitcoin, Ethereum Có thể là chúng ta nói tới Litecoin Những đồng mà người ta coi như là tạm thời an toàn với cái tình hình của SEC Nhưng mà không phải các bạn họ để bốn đồng là Flow, Firecoin, The Grab, Compound và Cello Và các bạn đã thấy được là bốn đồng này là bốn đồng mà SEC cũng đã từng kêu tên là chính là chứng khoán các bạn Cho nên nó hoàn toàn có gì đó không đúng ở đây nhưng mà sàn này đó thì họ nói là họ có bằng giao dịch ATS là có thể giao dịch được ngay cả chứng khoán kỹ thuật số cho nên bốn đồng này là bốn đồng mà họ sẽ list nhưng mà sau đó thì cái sàn này cũng không có hoạt động các bạn và tới năm 2023 đó thì họ nói là họ hy vọng là sàn này sẽ sớm hoạt động thôi chia sẻ những cái này với các bạn để làm gì để tóm tắt lại đó đây là một cái sàn giao dịch mà Y như là sự mong muốn của Gary Chancellor có bằng hoạt động này và hoạt động kia Đi theo quy định của SEC Chỉ có một vấn đề Đây là một công ty mà hầu như không có hoạt động các bạn Họ không có sản phẩm, họ không có sàn, họ cũng không có bất cứ một khách hàng nào hết Thì để được cấp giấy phép đến từ SEC phải là một công ty như là công ty ma vậy đó các bạn Công ty này hầu như chỉ là một vỏ bọc bên ngoài mà thôi và để các bạn thấy một điều thú vị hơn đó hình như là không phải là trong cái thuyết này của Adam Cochran tôi thường trở lại cái thuyết đến từ Matt Walsh à, thì các bạn thì được là Matt Walsh cũng đã chia sẻ là nếu như mà chúng ta nhìn vào những người mà hoạt động cho công ty Prometheum này chúng ta có chủ tịch là Martin Kaplan rồi chúng ta có hai người cùng một chức vụ đó chính là co-CEO như là đồng giám đốc điều hành các bạn. Thực ra đây là lần đầu tiên thường nghe nói tới đồng giám đốc điều hành, thường chỉ nghe nói tới đồng sáng lập. Nhưng mà ở trong một công ty là có tới hai CEO và hai CEO này tên gì các bạn? Aaron Kaplan và Benjamin Kaplan. Điều các bạn dễ dàng thấy đây đó là cả ba người điều hành công ty này đều cùng một họ hết. Khả năng là cha và con các bạn hai người này có thể là hai anh em và đây là cha thường không biết thường chỉ nghĩ như vậy mà thôi và điều thú vị hơn đó là các bạn có biết là chúng ta có một văn phòng luật văn phòng luật này đó thì các bạn có thấy ai là những người làm việc trong văn phòng luật này hay là không chính là martin kaplan bên dưới này là aaron và benjamin ba người chúng ta vừa nói tới nói chung đó thì thường không phải nói là luật sư không thể mở công ty tài chính riêng nhưng mà thường nói đây đây là một điều mà cũng đặt rất nhiều nghi vấn các bạn ba luật sư đang làm việc cho một văn phòng luật thì bây giờ ba người này lại là ba người đứng đầu một công ty tài chính có cái gì đó ở đây nó thực sự không có sự rõ ràng và điều hoàn toàn thú vị nữa đó là đây lại là công ty được mời đến quốc hội cách đây hai ngày để mà bàn về luật crypto và đây lại là một công ty mà cực kỳ ủng hộ quan điểm của SEC và người mà được mời đến đó, không ai khác hơn đó chính là Aaron Kaplan các bạn người đứng chính giữa này Aaron Kaplan là người đã đại diện cho công ty Prometheum và trong cái buổi điều trần này đó, được hoàn chia sẻ một cái clip ngắn với các bạn. thì trong cái clip này đó trên màn hình các bạn thấy được đây là dân biểu Mayflower, thì Mayflower cũng đã hạch hỏi công ty này. đầu tiên hết á là Mayflower nói là tất cả những cái lời phát biểu của công ty Formidium trong buổi điều trần này đó hoàn toàn trái ngược với những gì mà công ty này đã nói năm 2021 năm 2020 và 21, công ty Prometheum này cũng như là Coinbase cũng như là Robinhood đã lớn tiếng nói là muốn hoạt động một sàn giao dịch ở Hoa Kỳ nhưng mà không biết làm sao hoạt động, đăng ký cũng không biết làm sao, luật không rõ ràng. Nhưng mà hôm nay đó, trước quốc hội thì đã nói là luật rất rõ ràng, chúng ta không cần có luật nào mới hết. SEC cực kỳ tuyệt vời. À, chúng tôi là công ty được cấp giấy phép tất cả những đồng đều nên uh, lên trên sàn của chúng tôi để mà giao dịch. Nhưng mà sàn này đã có hoạt động đâu các bạn. Để thuận uh, chia sẻ cái phần này với các bạn. This concern, which Prometheum themselves raised in 2020, probably sounds familiar for those who track this committee closely. It is the exact same concern we've heard from witnesses in front of this committee before. How can a broker dealer register if they don't know which assets are a security and which are not? Further, it makes the same argument that other firms have made that the lack of clarity from the SEC puts an undue burden on the industry. Mr. Kaplan. In your testimony you were very confident that no new legislation is needed in the digital asset space to clarify this question. What has changed between the date of this letter in 2021 and when your firm called for clarity and now what has changed? Dân biểu Mike Fletch vừa mới nói à, những gì mà được chia sẻ của công ty này đó Nó hoàn toàn khác với lời trước đây dân thường vừa chia sẻ với các bạn Nói chung đó nếu như mà Prometheum là một công ty đã có giấy phép hoạt động là sàn giao dịch crypto đến từ SEC thì làm sao mà công ty này có thể biết được đồng nào là chứng khoán đồng nào không phải trong khi mà SEC bây giờ cũng chưa có đưa ra bất cứ một cái list nào rõ ràng hết thì những gì đã thay đổi khiến cho những lời khai ngày hôm nay hoàn toàn khác với những gì đã từng chia sẻ cách đây 2-3 năm Điều quan trọng hơn nên tôi muốn cho các bạn thấy là cái body language có nghĩa là cái động thái của Aaron Kaplan nó sao sao đó thường cũng không có thể nào giải thích rõ được các bạn nếu như mà nói là cảnh thì có thể là cũng không phải đâu tại vì chiếc quốc hội mà nó nó để thường chia sẻ rồi các bạn sẽ hiểu thường muốn nói gì Over the two plus years since that time, there's been additional enforcement actions and by the SECs, which have clarified any questions that we had in regards to the designation of a digital asset as a security. Mr. Kaplan. các bạn đã hiểu thường muốn nói gì? Có thể là câu trả lời này đã được học thuộc lòng rồi Cái cách mà trả lời cực kỳ ngắn gọn và nhanh lẹ luôn các bạn Rồi sau đó giống như là trả lời xong hết rồi ngã người và sao Giống như là đã biết trước là dân biểu này sẽ hỏi gì và đã có sự chuẩn bị rồi Thì cái mà Elon Kaplan vừa nói đó là những cái hành động thực thi pháp lý gần đây Nghĩa là đi kiện khắp nơi đó của SEC đã khiến cho công ty này uh, đã hiểu được luật crypto là gì đương nhiên không có lý do gì đó là sự thật hết các bạn tại vì SEC đi kiện thùm lum trên căn bản tại vì họ cũng không thể nào áp dụng được chứng khoán một cách rõ ràng được chứ nếu như mà luật chứng khoán rõ ràng thì đâu có cần phải ra tò với Ripple 2 năm qua mà chưa có hỏi kết đâu rồi để thuận chia sẻ tiếp với các bạn Prometheum's website says that Prometheum ATS supports quote many tokens that mostly trade on crypto exchanges in quote I'd like to dig in on that just a little bit Can Promethium customers trade in Ether? If your answer is yes, please explain how. Rồi dân biểu MyFlood đã nói là trên trang web của Prometheum nói là sàn này cho giao dịch tất cả những crypto phổ biến. Nhưng mà bây giờ MyFlood hỏi là những người mà giao dịch trên sàn Prometheum có thể giao dịch Ether hay là không? Và tại sao? Cô trả lời là not currently. <laughs> Thì không biết tại sao người này đã có thái độ như vậy các bạn. Can Promethium customers trade in Bitcoin? If your answer is yes, please explain how. Câu hỏi kế tiếp là những khách hàng của prometium có trade Bitcoin được hay là không? No. Tôi trả lời no. Có nghĩa là trên sàn này Đừng nói tới là sàn này bây giờ không có, có hoạt động các bạn sàn này Ngay cả hoạt động này nữa đó Bitcoin và Ether không giao dịch được Thì làm sao gọi là sàn giao dịch tổ các bạn Just for the audience at home's benefit Ether and Bitcoin make up more than 60% of the digital asset market Mr. Kaplan given that either ether and Bitcoin make up more than 60% of the digital asset market if the current system is working why can't your customers trade the most popular and widely used digital assets nói là nếu như mà ngay cả, hai đồng mà chiếm phần trăm vốn hóa là 60% của thị trường là BTC và Ethereum hai đồng mà cho đến bây giờ là ngay cả SEC cũng chưa bao giờ nói là chứng khoán hết mà hai đồng này không thể giao dịch trên sàn Prometheum thì làm sao có thể gọi là luật pháp đang rõ ràng được Regulation and new ATSs and custodians should take a crawl walk run approach and essentially Uh, they will proceed to add additional assets and abilities as time goes on. I'd like to point out when the... Uh... I'm going to reclaim my time. Tóm lại cho lời dòng dòng nói là cần thêm uh, thời gian có thể là sau này uh, sẽ uh, có thêm những đồng mới nhưng mà dân biểu đã ngắt lời rồi. Nói chung, câu trả lời này chẳng có nghĩa gì hết. Mr. Kaplan, did Promethean receive any additional exemptive relief from the SEC that has not been publicly shared? No. Câu hỏi là... Prometheum có nhận được thêm bất cứ một hoạt động SEC mà chưa có chia sẻ với lại hội đồng này cô trả lời là không. Thank you, Mr. Kaplan. Prometheum's special purpose broker-dealer license does not address the core issue. There is not a consistent definition of a digital asset security within current law. This point was made obvious when Chair Ginsler could not say definitively. Whether Ether is a digital asset security when asked by Chairman McHenry in this very room a couple months ago. Thì uh, Mike flood đương nhiên là chủ yếu nói luật crypto làm sao mà rõ ràng được. Nghĩa là người này đã nói như vậy hoàn toàn là không hợp lý. Nếu như rõ ràng thì tại sao mà ngồi ngay chỗ mà người này đang ngồi. Cách đây vài tuần, Chủ tịch Ganser không thể trả lời một câu hỏi đơn giản là Ether có phải là chứng khoán hay là không. Câu hỏi đơn giản vậy mà không trả lời được thì làm sao gọi là luật pháp rõ ràng. In other words, that same question that Prometheum themselves raised in their 2021 comment letter is still unanswered. That's why legislation is needed. That's the problem that the chairman's bill works to solve. To testify in front of our committee that your company's charter, which only allows for trading in a very so small subset of assets, is evidence that no legislation is needed, just doesn't make sense. Các bạn đã nghe rồi đó Tóm lại nó là những gì mà ông nói Là chỉ cần được cái bàn hoạt động này ra Thì tất cả mọi thứ đều rõ ràng Được rõ ràng thì đều không có hợp lý Nói chung đó, là công ty này là công ty Mà không ai nghe nói đến Không biết là bao nhiêu người giao dịch trên công ty này Có giao dịch hay là không Và ngay cả Bitcoin Ether cũng không được giao dịch trên sàn này nữa Thì làm sao gọi là đây là giải pháp được Có nghĩa là đây là một công ty rỗng được tạo ra vì một lý do nào đó Thùng cũng không rõ nữa các bạn Đây là điều mà Thùng vẫn chưa có nghĩ thông được Các bạn nghĩ chuyện gì đang xảy ra Tại vì Thùng cảm thấy là những gì chúng ta nhận được gần đây đó Đều là nằm trong một kế hoạch lớn hơn các bạn Chủ tịch SEC đi kiện những sàn lớn Rồi chúng ta thấy được là Grayscale lại công bố cây quỹ ETF Ngay cái thời điểm nhạy cảm như thế này Rồi chúng ta lại thấy được là trước quốc hội lại có một cái công ty Hoàn toàn không có hợp lý là Prometheum với một cái bàn hoạt động mà không có công ty nào trên Hoa Kỳ có hết Nhưng mà họ lại gần như là một công ty ma các bạn Wow Thường cảm thấy đây giống như là một cái kịch bản cho một cái phim kịch tính gì đó các bạn Rồi, Thuận sẽ cố gắng chia sẻ phần còn lại liên quan tới Tether Thì nhiều bạn cũng đã xem những thông tin trên mạng xã hội Team của Thuận cũng đã chia sẻ về thông tin Tether mất phép ngày hôm qua trên... Telegram và trên Facebook Lúc chuyện này xảy ra thường đã ngủ rồi nhưng mà team cũng đã chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn Thì nhiều bạn cũng đã đọc thông tin và các bạn cũng thấy được là tới bây giờ đó thì uh header đã trả trở về cái mức là 0.998 có nghĩa là vẫn dưới pet một chút các bạn ngày hôm qua thì nó là mức pet nhưng mà đồng này cũng rất là lớn cái pet của họ là một đô la nhưng mà hôm qua họ cũng không mất bao nhiêu đâu các bạn đi xuống hình nhớ là khoảng chừng là 0.997 mấy mà thôi chứ không phải là xuống 20% như là chúng ta từng thấy với là USDC trong cái sự kiện của ngân hàng SVB nhưng mà những bài nào mà đọc thông tin đó, thì à, chắc cũng đã nhận được tài liệu là tại sao lại có vấn đề này nhưng mà có thêm một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta thấy được là kể từ đêm qua đó, đã có nhiều thông tin liên quan tới Tether Deep head đầu tiên đó, thì à, hiểu đơn giản là chúng ta thấy là có một sự mất cân bằng à, tại corpo tóm lại đó, chúng ta đang chứng kiến một trò chơi cá voi trong đó chúng ta có một cá voi vay 31,5 triệu usdt để đổi lấy USDC sau đó vay lại USDT và bán phá giá đồng thời một con cá voi khác đó thì lại vay 50 triệu USDC và làm ngược lại nó tóm lại là hai con cá voi chiến đấu với nhau dẫn đến là USDT mất các bạn nhưng mà tới bây giờ ra thì cũng đã hồi phục lại một phần rồi và chúng ta thấy là cái sự lo lắng nó cũng đã giảm nhưng mà điều quan trọng hơn đó chúng ta đã thấy được là Tether lại có một cái sự tuyên bố ngày hôm nay và đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn tether đưa ra một tuyên bố nói rằng tất cả những gì xảy ra chỉ là phết mà thôi các bạn nghĩa là những cái uh, điều khiến cho người, người ta lo lắng mà thôi chứ không phải là cái gì mà cần phải quan tâm nhiều có ai đó cố tình tấn công tether và không có lo ngại gì về tính thanh khoản của USDT. tether cũng tuyên bố rằng là có thể sẽ có nhiều phết hơn nhưng mà sẽ đến từ coindesk các bạn wow tether Hầu như là không thích Coindesk, Coindesk là cái trang uh, web mà đưa thông tin đó Thì Tether nói là sau khi Tether đã thỏa thuận với tiểu bang New York vào năm 2021 Các bạn hãy nhớ là tiểu bang New York đã kiện Tether sau khi họ đã điều tra một thời gian dài Nhưng mà cuối cùng uh, hai bên thỏa thuận mà thôi Và Tether cũng đã đồng ý là mỗi một quý sẽ chia sẻ tài liệu kiểm toán với lại tiểu bang New York thì Condé đã đòi theo luật tự do thông tin của tiểu bang New York tiết lộ công khai các tài liệu liên quan đến báo cáo hàng quý đầu tiên của Tether. Sáng nay thì văn phòng tổng trưởng lý New York đã cung cấp các tài liệu cho Condé họ cung cấp những tài liệu này vì tether quyết định từ bỏ sự phản đối của mình đối với condex tether nói là họ phản đối ban đầu là, là bảo vệ tài liệu khách hàng tether tuyên bố rằng ra họ bây giờ có đầy đủ tiền dự trữ và chứng thực đảm bảo của bên thứ ba và họ nói là cuộc tấn công ngày hôm nay vào usdt làm cho mức pec thông qua DeFi và sàn giao tập trung đó thì Đức đã đáng nghi và đó xảy ra vào ngay cái ngày mà tài liệu được chuyển giao cho Condes. Tóm lại đó, Tether đang nói là Condes sẽ đưa ra một báo cáo từ cái tài liệu quý đầu tiên cung cấp cho tiểu bang New York. Báo cáo này đó thì Tether đã cũ rồi, chúng ta đừng quan tâm đến. Cho dù là Condes có đăng này nữa đó thì thông tin này cũng đã cũ rồi và nó không có đại diện cho tổng tài sản Tether hiện nay. Đây là điều mà thường cảm thấy là nhiều người cũng có cái dấu chấm hỏi các bạn, tại vì không biết là trong đó có gì mà khiến Tether lo ngại mà quyết định là đi trước một bước và báo cho cộng đồng. Cái bài viết bây giờ vẫn chưa có, nhưng mà Tether hầu như muốn đi trước một bước để quản lý dư luận của Công đồng đúng là chúng ta có rất nhiều câu hỏi về tether các bạn sự tồn tại của usdt gây ra nhiều cái sự nghi ngờ và mối quan hệ giữa tether với lại và cực kỳ phức tạp à, nếu như bạn nói với thuận vào năm 2017 đó là tether vẫn sẽ tồn tại tới năm nay và vẫn sẽ là stablecoin lớn nhất đó, Thì thường không có tin thường các bạn nhưng mà đó là sự thật tether cũng đã uh, có nhiều đợt đó, người ta tới rút tiền hàng loạt nhưng mà vẫn có thể trải qua được những cái sự kiện năm ngoái các bạn thấy được là có một thời gian ngắn đó, biết bao nhiêu tỷ đô la rút rồi tether thì tether có tất cả tiền đảm bảo hay là không đó, thì đương nhiên thường không có nào biết được nhưng mà nói tới những cái lần mà rút tiền lớn đó, thì tether vẫn xử lý được cho dù tether có đầy đủ tiền dự trữ hiện bây giờ nhưng mà nếu báo cáo của coindesk uh, cho thấy tại một thời điểm nào đó đó USDT thực sự là không có đủ tiền để mà đảm bảo một đô la thì tôi nghĩ là cũng sẽ có nhiều người mất niềm tin chúng ta hãy chờ xem con là Contest có đưa ra cái báo cáo này hay là không và đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới tether tôi muốn chia sẻ và có thêm một tài liệu nữa à, có như bạn hỏi thuận là cái vụ liên quan tới sàn Binance US có bị đóng băng tài sản bsc hay là không nó tới đâu rồi thì tới bây giờ đó cái vụ đó coi như là đã không xảy ra các bạn thẩm phán đã nói là bây giờ đó không có lý do gì để mà đóng băng tài sản của Binance US nếu như mà SEC có sự lo ngại đó uh, về tài sản Binance US thì cùng với là Binance US đưa ra một cái thỏa thuận và hai bên vẫn đang thỏa thuận hiện tại thì không biết là update mới nhất là như thế nào update mà chúng ta biết cách đây hai ngày đó là SEC và Binance US sẽ cùng nhau ký một cái thỏa thuận trong đó Binance US sẽ nói là tất cả tài sản sẽ nằm ở Binance US và trong thời gian này sẽ không di chuyển tới bất cứ một đơn vị khác nào được quản lý bởi Binance và có thể dùng tài sản đó để mà trả lương nhân viên, trả mặt bằng những thứ mà cần thiết À, nhưng mà không thể di chuyển tới những cái cây công ty liên quan trong thời điểm này. Khi nào mà có thêm tài liệu thùng sẽ chia sẻ với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Anh Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.